Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Báo Động Đỏ khi về Việt Nam, nạn móc vali đang diễn ra rất kinh khủng. Đây là một khu phố tại thủ đô Berlin với các phương tiện giao thông công cộng đan xen với nhau, và người Việt Nam cũng rất hay sử dụng hệ thống này. Và gần đây đã nổi lên một cảnh báo của những người từng về Việt Nam trong thời gian vừa qua, và đặc biệt là của những phòng bán vé máy bay cho người Việt Nam về thăm quê hương sau đại dịch Covid-19 căng thẳng vừa qua. Và những chuyến thăm quê hương Việt Nam đã trở thành ác mộng, thất vọng với rất nhiều người khi những món quà và vật dụng của họ bị móc mất ở các sân bay tại Việt Nam. Đó là sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Nội Bài ở Hà Nội. Đây thực sự là những bất ngờ mà những kiều bào sau một thời gian xa quê hương trở lại đất nước họ đã gặp phải, đã đem đến những thất vọng rất lớn đối với họ. Những món quà này nhiều khi giá trị nó không nhiều khi ở nước ngoài, đó là những lọ nước hoa chỉ trị giá vài chục đô la, hoặc những chai rượu, máy cạo râu và nhiều vật dụng khác, thậm chí cả những vật dụng cá nhân cho các cháu đem về theo khi thăm quê hương. Có những người bị mất luôn cả vali, họ đã khóc ngất và phải nhập viện. Đó là miêu tả mà những người này đã chia sẻ trên mạng xã hội sau khi quay trở về Đức. Phải chăng những vấn nạn tham nhũng tại Việt Nam đã làm cho việc tuyển chọn vào các vị trí công việc ở sân bay trở thành một hình thức kinh doanh lý tưởng? Vì khi những công việc này không được trao cho những người có chuyên môn và được đào tạo, mà ngược lại nó được bán cho những người mong muốn có công việc và kiếm tiền nhanh ở các sân bay, thì họ sẵn sàng bỏ ra số tiền rất lớn để mua những vị trí này. Nó có thể được tả từ trên xuống dưới, từ bộ phận hải quan cho đến vận chuyển, kiểm kê hàng hóa. Những điều này khiến họ có thể tiếp xúc trực tiếp với những vali kiện hàng của Việt kiều khắp nơi ở trên thế giới khi về Việt Nam. Và tất nhiên, khi bỏ ra số tiền quá lớn như vậy để mua một vị trí làm việc tại các sân bay, thì họ phải luôn tìm mọi cách để có thể thu hồi vốn nhanh như có thể, và bên cạnh đó làm giàu một cách bất hợp pháp. Và đó có nhiều phát hiện trong một số vụ việc, đó chính là sự thông đồng của các nhân viên ở sân bay để ăn cắp hàng hóa của những người Việt Nam từ nước ngoài trở về đất nước. Và giờ đây với những thông tin rất xấu như thế này, thì người Việt Nam tại Đức và châu Âu đã trở nên đề phòng hơn nữa khi trong dịp hè sắp tới họ đưa con em của họ về thăm lại quê hương. Và nhiều người không tránh khỏi cảm giác lo âu và bất bình khi họ gặp phải những hoàn cảnh như vậy. Chuyện nhân viên sân bay tại Việt Nam móc lấy hàng của khách xảy ra quá nhiều, nhưng vẫn chưa thể tệ bằng các việc quan chức ở đây tiếp tay cho buôn lậu các món hàng bị đánh thuế rất cao lọt qua đường hàng không đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Và như thế đất nước sẽ mất đi những khoản thuế rất lớn, đó chính là tiền của người dân Việt Nam bị rơi vào túi các quan chức thông đồng với nhau ở trong các sân bay này. Điều đó lý giải tại sao ở Việt Nam vẫn có thể mua được những sản phẩm xa xỉ với giá chưa hẳn đã cao hơn nơi mà họ mua ở nước ngoài, và không loại trừ trong đó có rất nhiều hàng ăn cắp. Đó chính là những thứ mà kiều bào Việt Nam về thăm quê hương đã bị móc mất. Và khi gặp phải hoàn cảnh như vậy thì những Việt kiều này họ không biết làm sao để kiện các quan chức chính quyền, vì thời gian của họ ở Việt Nam rất ngắn và tiếng nói của họ ở trong nước gần như không được đếm xỉa, bởi vì họ lại gặp nạn tham nhũng ở nơi công quyền, từ công an, viện kiểm sát cho đến tòa án, mà họ chỉ còn có cách duy nhất là đưa lên các mạng xã hội và bày tỏ sự phẫn nộ của mình cho nhiều người cùng biết khi về Việt Nam cần phải cẩn trọng hơn với những thứ mang theo. Và đây là chia sẻ của một số trường hợp như vậy, của những người thật, việc thật, và đang được bà con Việt Nam tại Đức và châu Âu bình luận sôi nổi, thể hiện sự căm phẫn mỗi khi về Việt Nam. Một nhân viên của phòng vé hải lý tại Berlin cảnh báo nạn móc vali đang diễn ra rất kinh khủng. Các bạn về phép có gì quý thì để vào sách tay, nước hoa không cho vào vali nữa. Kết quả về đến nhà còn cái vali trống. Chuyến về phép sẽ trở thành ác mộng ngay từ lúc đặt chân đến sân bay quê nhà. Bạn Phùng Cường thì cũng đã hỏi, bay hãng nào hả em? Phòng vé máy bay này chia sẻ, khách bay của hãng chủ nhà bị anh ạ.
Hãng chủ nhà có nghĩa là hãng hàng không của nước Việt Nam. Đó chỉ có thể là Vietnam Airlines mà thôi. Bạn Hồ Nga thì chia sẻ, cách đây 2 năm cũng mất gần nửa cái vali. Người xếp hàng kê khai dài, mình nghĩ thôi về gặp gia đình cho vui. May đồ họ gửi cho bên dưới nên không mất. Đứng chờ tức lỡ cao huyết áp đột quỵ còn mệt hơn. Ai còn trẻ thì cố gắng mà khiếu kiện. Bạn Thoa thì nói rằng em đã từng bị mất tới 4 thùng hàng, một thùng mua thêm cộng một vali xách tay. Bọn chúng thấy em tay đau cho hết nên băng chuyển ở sân bay Nội Bài. Mất mà tức quá, tăng huyết áp lên 230/130, bị xỉu luôn ở sân bay này. Cấp cứu nằm bệnh viện Bắc Thăng Long có 15 ngày khoa hồi sức cấp cứu, mất mấy chục triệu đồng. Sau 2 tuần sau thì nhận được, bọn chúng đã moi hết hàng hóa quý ở trong vali, kiện cáo không có thời gian nữa. Ăn cướp thật là trắng trợn. Như vậy ở Việt Nam, nhỏ thì ăn cắp nhỏ, vừa thì ăn cắp vừa, và lớn hơn nữa thì ăn cắp lớn. Nhưng điều tệ hại nhất của tệ nạn này đó là nhà cầm quyền đã ăn cắp quyền tự quyết của người dân, đẩy đất nước vào trong tăm tối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đề với bản tin Báo động đỏ khi về Việt Nam, nạn móc vali đang diễn ra rất kinh khủng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin tuần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề.